khoảng một thế kỷ. Đây là cháu là hy vọng thêm một thế kỷ. Thế thì bây giờ nếu mà để vi phạm bản quyền thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Năm 69, chúng tôi cùng nhau tái hiện lại câu chuyện và ở đây có một câu đề lần đầu tiên của em bé. Tôi biết là luôn luôn có mặt nhé. Cô là đây đó. Mẹ hôm nay đây.